Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện quyền sùng ngỗ tác y phi truyện của tác giả Bộ Nguyệt Thiền Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 106, dò xét phòng giam 1. Oa, wow, hung thủ đã bị tóm rồi. Phục Linh vui mừng reo lên, nhưng khi thấy vẻ mặt trầm ngâm của Tần Hoan nàng tò mò hỏi. Tiểu thư làm sao thế? bắt được ngụy gia đại công tử rồi chẳng phải là chuyện nên vui vẻ hay sao tần hoan siết chặt bức thư chậm chạp xoay người đi vào trong phòng nàng vừa đi vừa nhăn mày mới đi được vài bước đột nhiên nàng ngừng chân lại không được phục linh lo lắng nhìn tần hoan tiểu thư đang nghĩ đến cái gì thế cái gì không được tần hoan lắc lắc đầu mặt mũi trở nên kiên định đi đi căn dặn người gác cổng chuẩn bị một chiếc xe ngựa phục linh kinh ngạc tiểu thư muốn ra ngoài tần hoan gật đầu phải muốn ra ngoài nhanh lên phục linh bị sắc mặt nghiêm túc của tần hoan làm cho gấp rút nàng gật đầu rồi chạy ra ngoài bên này vãn đào đã bưng chậu than từ trong vườn lan đi ra ngoài khóa cửa viện xong nhưng vẫn đứng khép nép ở phía xa xa hiện tại tần hoan không có tâm tư để ý đến vãn đào mà chỉ quan tâm đến bức thư rất nhanh sau đó phục linh đã quay lại tiểu thư đã căn dặn xong Bây giờ phải đi luôn sao?" Tần Hoan gật đầu, ngay cả phòng cũng chưa kịp bước vào đã vội vàng đi ra ngoài. Ra khỏi viện, Tần Hoan đi thẳng đến cửa phía tây, ra đến nơi quả nhiên nàng thấy bên ngoài đã có xe ngựa đứng chờ sẵn. Tần Hoan hơi do dự, "Chúng ta tự đánh xe." Phục Linh đảo đảo mắt, bấy lâu nay nàng cũng đã tiến bộ không ít, đương nhiên nàng hiểu ý của Tần Hoan. "Được, nô tỳ đánh xe, chỉ là không được ổn định như Bạch thị vệ thôi." Tần Hoan nhìn thân thể Phục Linh, mặc dù hơi lo lắng thế nhưng cũng chỉ có thể gật đầu. Xe ngựa này cũng chỉ sơn màu như những xe ngựa bình thường khác, nhìn qua vẫn còn mới tinh. Tần Hoan lên xe xong thì Phục Linh ngồi trên càng xe nói: "Tiểu thư, người ngồi ổn định chút, trước đây nô tỳ cũng từng đánh xe rồi, chẳng qua hiện giờ hơi không quen thôi." Tần Hoan nói luôn: "Đi chậm một chút là được, đến nhà môn." Phục Linh ngẩn người, không ngờ được tần hoan lại muốn đến nha môn, nàng nghĩ nghĩ rồi vung roi ngựa lên. Nô tỳ biết nha môn đi đường nào? Xe ngựa chậm rãi lăn bánh, quả nhiên không được ổn định như khi Bạch Phong điều khiển, tốc độ cũng chậm hơn rất nhiều. Thế nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tần hoan cả, ngồi bên trong, sắc mặt nàng cực kỳ thâm trầm. Bắt được ngụy kỳ chi, nhưng hôm nay từ hầu phủ về thì trong lòng nàng càng cảm thấy quái lạ bệnh của ngụy môn chi trên kìm sắt có dính vật màu đen tất cả đều đã xảy ra rất hợp lý thế nhưng tần hoan vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng phục linh dùng hết sức mình để đánh xe không hiểu ngày xưa đã học đánh xe kiểu gì sứt sứt mẻ mẻ suốt nửa quãng đường mới thuần thục một chút có điều sức nàng cũng có hạn xe ngựa di chuyển chậm hơn bạch phong điều khiên nhiều thế nhưng người ngồi trong xe là tần hoan nên nàng cũng không dám cho xe chạy nhanh dù có đi chậm thế nào thì cuối cùng cũng đến được cửa nha môn tiểu thư đến rồi chúng ta đến đây làm gì tần hoan vén màn xe lên em đến nói một tiếng với sai dịch của phủ nha nói chúng ta là người hầu phủ muốn đến tìm từ ngỗ tác phục linh gật đầu chỉnh đốn lại tư thế tần hoan lẳng lặng ngồi trong xe ngựa chờ không phải là nàng muốn mượn danh của hầu phủ suy cho cùng thì đây cũng là nha môn nếu như không nhắc đến hầu phủ thì chỉ sợ không nhanh như vậy mà gặp được từ hà. Phục Linh đi nhanh về nhanh. Tiểu thư, nhà sai đại ca kia đi vào tìm từ ngỗ tác rồi, bảo chúng ta ở đây chờ một lát. Tiểu thư, lần này là có vấn đề gì à? Vì sao người lại sốt ruột đến gặp từ ngỗ tác như vậy? Phục Linh hỏi như vậy cũng là bình thường, tần hoan nghĩ nghĩ rồi nói. Vụ án này ta thấy còn vài điểm khả nghi. Hiện tại mặc dù Ngụy gia đại công tử đã bị bắt thế nhưng cũng chưa thể kết luận hắn nhất định là hung thủ được. Phục Linh nghe thấy thế trợn tròn mắt. Cái gì? Chẳng lẽ Ngụy gia đại công tử không phải là hung thủ? Tần Hoan không ngật cũng không lắc đầu. Hiện tại quá sớm để khẳng định. Phục Linh mấp máy môi không nhiều lời nữa, từ sau khi tiểu thư nhà nàng rơi xuống hồ thì càng lúc càng thay đổi, cho đến hiện tại nàng đã không thể tưởng tượng được tiểu thư nhà mình đang suy nghĩ đến những chuyện gì. Cho nên tốt nhất nàng không nên hỏi nhiều. Một lát sau, Từ Hà đi từ trong nha môn ra ngoài rất nhanh. Vừa nhìn thấy Phục Linh thì hắn đã biết người tới là Tần Hoan, hắn bước đến hỏi: "Cửu cô nương sao lại đến đây?" Nói xong hắn khom người chào hướng về phía xe ngựa rồi lại tiến lên một bước. "Cửu cô nương đã đọc được thư?" Tần Hoan vén rèm cửa lên, nàng gật đầu. "Thư ta đã nhận được, cũng chính vì thế nên mới chạy đến đây." Tần Hoan nói xong nhìn thoáng qua cửa chính nha môn. Ngụy gia đại công tử bị bắt trong tình huống nào? Tần Hoan hỏi đến đây thì đáy mắt từ hà sáng lên nói. Đúng như lời cửu cô nương nói, hôm qua tiểu nhân và chi phủ đại nhân đến Nghĩa Trang, có đến cũng không nghiệm thi, chỉ ra vẻ như chỉ đến đó chốc lát rồi rời đi. Lúc đó cũng không phát hiện có ai đi theo chúng ta, thế nhưng vừa rồi tiểu nhân từ trong nha môn ra ngoài, sách theo dương đồ của tiểu nhân ra ven đường ngồi ăn mì, cũng vẫn là ở chỗ cũ, quả nhiên có người đến cướp đi dương đồ của tiểu nhân. Chi phủ đại nhân từ sớm đã phái lâm bổ đầu đi theo tiểu nhân nên đã bắt được người rồi. Tần Hoan híp mắt. Hắn đúng là bị thương ở chân. Từ Hà gật đầu. Đúng vậy, cẳng chân trái của hắn bị gãy, vẫn còn đang bôi thuốc. Mặc dù hắn là người tập võ nhưng lâm bổ đầu mang theo nhiều người nên hắn cũng không thoát được. Hiện tại đã bắt được hắn tống vào đại lao rồi, chi phủ đại nhân đang thẩm vấn hắn dừng một chút từ hà nhìn tần hoan nói cửu cô nương chỉ là vì muốn biết chuyện này nên mới đến nha môn sắc mặt tần hoan đăm chiêu nàng nhìn từ hà nhưng lại không biết phải mở miệng như thế nào im lặng một lát sau nàng mới nói nếu như ngụy gia đại công tử không nhận tội tri phủ đại nhân định dùng hình sao còn nữa hắn đi một mình hay còn có thêm ai nữa từ hà nghĩ nghĩ bình thường sẽ không dùng đến trọng hình có điều án này liên quan đến mạng người lại là vụ án cực kỳ mấu chốt. Cho nên nếu như, nếu như ngụy gia đại công tử không hợp tác thì có lẽ sẽ dùng hình. Tiểu nhân còn không biết hắn là đến một mình hay còn dẫn theo ai nữa. Có điều tiểu nhân nhìn dáng vẻ hắn cực kỳ tiểu tụy, quần áo trên người giống như đã mấy ngày không thay rồi, nếu như hắn có dẫn thêm người thì chắc chắn cũng sẽ không nhiều. Hiện tại chi phủ đại nhân đang thẩm vấn, những chuyện khác phải chờ chi phủ đại nhân ra ngoài thì mới biết được. Tần Hoan biết quy củ của nha môn, vụ án mấu chốt thế này đương nhiên lúc thẩm vấn không thể để người không liên quan biết được tần hoan gật đầu bỗng nhiên tần hoan hơi do dự nói có phải cửu cô nương có điều gì không tiện nói chẳng lẽ cửu cô nương cảm thấy vụ án này còn có điểm đáng ngờ hay sao tần hoan rất tín nhiệm từ hà đúng là có một chút nghi vấn hơi khó hiểu có điều chờ chi phủ đại nhân thẩm vấn xong rồi nói sau mặc dù người đã bắt được rồi thế nhưng để kết án cũng không phải là chuyện nhất thời Chúng ta cứ chờ đã rồi tính." Từ Hà gật đầu. Vụ án này thẩm vấn xong rồi, tri phủ đại nhân nhất định sẽ mang toàn bộ khẩu cung đến nói cho hầu phủ và cửu cô nương." Tần Hoan gật đầu. "Được, không còn chuyện gì nữa, ngươi cứ đi làm chuyện của mình đi." Từ Hà chắp tay chào rồi mới xoay người rời đi. Phục Linh nhìn Từ Hà đi rồi mới nhìn Tần Hoan đầy nghi hoặc. "Tiểu thư, bây giờ chúng ta đi đâu?" Tần Hoan cụp mắt, khắp người như bao phủ một màn sương mù ủ rũ, giọng nói nàng mắt quáng. Về phủ đi. Phục Linh đáp lời, không nhanh không chậm đánh xe về phủ. Bên trong xe ngựa, sắc mặt tần hoan cũng hơi suy sụp, rốt cuộc vì sao nàng phải gấp rút chạy đến đây thì chính nàng cũng không rõ. Ngụy Kỳ Chi vừa mới bị bắt, khẩu công còn chưa có, mà nàng cứ âm thầm cảm thấy bản thân mình đã bỏ sót điều gì, nhưng lại không nghĩ ra thành ra chẳng biết phải bắt đầu nghĩ từ đâu nhưng hiện tại chưa có khẩu cung của ngụy kỳ chi ngoại trừ chờ đợi thì nàng cũng không còn lựa chọn nào khác vụ án này tuy không có quan hệ gì với nàng thế nhưng lúc nghiệm thi nàng đã cung cấp rất nhiều manh mối rồi mà những manh mối đó đều hướng mũi giáo về phía ngụy kỳ chi có điểm đáng ngờ chưa giải được thì nàng lại thấy bất an huống chi trong tay phụ thân nàng chưa từng có vụ án oan nào cả nàng không muốn vụ án qua tay nàng lại có điều oan khuất Thế nhưng nếu không phải Ngụy Kỳ Chi thì là người kia sao? Tần Hoan trầm tư suốt dọc đường, lúc xe ngựa quay lại Tần Phủ thì người gác cổng cũng hơi kinh ngạc. Tần Hoan ra ngoài rất nhanh, lúc quay về cũng nhanh, lúc đi thì sắc mặt lo lắng, hiện tại quay về lại hơi mệt mỏi. Hiện tại Tần Hoan đã không giống ngày xưa nữa, lúc Tần Hoan bước vào trong thì mấy người gác cổng chẳng ai dám thở mạnh. Vào phủ xong trở về Đinh Lan Uyển, đám người vãn đào cũng không nghĩ đến tần hoan lại quay về nhanh như vậy. Tần hoan đi thẳng đến thư phòng, mài mực luyện viết rồi chẳng nói chẳng rằng. Phục linh thấy thế cũng không dám hỏi nhiều, chỉ pha trà rồi đứng ở bên cạnh. Mỗi khi tâm trạng không vui thì tần hoan sẽ luyện chữ, chỉ có cách này mới khiến cho nội tâm được yên tĩnh. Sáng sớm nàng đã đến hầu phủ, trở về đã gần đến buổi chiều, sau đó ra ngoài thêm lần nữa quay về đã không còn sớm nữa, đến khi nàng luyện viết xong rồi thì bên ngoài màn đêm đã buông xuống tiểu thư trời đã tối rồi người dùng bữa trước đi giọng phục linh rất ân cần tần hoan nghĩ nghĩ một lúc rồi mới buông bút xuống bữa tối cực kỳ đơn giản phục linh vừa gắp thức ăn cho tần hoan vừa nói tiểu thư làm sao thế chưa bao giờ thấy tiểu thư viết lâu như vậy tần hoan chậm rãi ăn xong bữa cơm lúc này mới nói vụ án này còn có rất nhiều điểm đáng ngờ ta nhất thời không nghĩ ra được, hiện tại chỉ biết chờ ngay mai xem khẩu cung của ngụy gia đại công tử xem có thể nhìn ra được gì không. Nhưng ngụy công tử nói, người cấu kết với tống tiểu thư đó là ngụy gia đại công tử, mà chỉ có ngụy gia đại công tử là thuận tay trái thôi. Phục Linh cẩn thận nghĩ nghĩ, vẻ mặt mờ mịt nhìn Tần Hoan. Tần Hoan xúc miệng, sau đó mới đi vào buồng trong. Nếu Ngụy công tử nói dối thì sao? Phục Linh kinh ngạc. Ngụy công tử nói dối. Có, có vẻ như không giống. Tần Hoan ngồi xuống, tiện tay cầm một quyển sách lên. Trên đời này có trăm nghìn loại người, trong đó có một loại cực kỳ am hiểu che giấu và ngụy trang cảm xúc của mình, ngay cả khi nói dối thì người ngoài cũng không nhìn ra được. Đây là ta chỉ ví dụ thôi, vụ án này vẫn còn nhiều biến số, trừ phi ngụy gia đại công tử có thể nói ra toàn bộ chi tiết vụ việc. Hiện tại ta không nghĩ ra nhưng không có nghĩa là người khác cũng không nghĩ ra, có lẽ hắn có biện pháp cực kỳ thông minh nào đó. Còn chuyện thuận tay trái em nói. Tần Hoan vừa nói đến đây thì trong đầu chợt lóe lên hình ảnh của Yến Trì. Trên đời đúng là có người thuận cả hai tay, loại người này tính ra cũng thông minh hơn bình thường một chút. Có khả năng trong đoàn thị vệ của Tống thị có người thuận cả tay trái lẫn tay phải, nhưng khi gây án thì hắn lại cố ý dùng tay trái để che giấu. Phục Linh kinh ngạc Tiểu thư nói như vậy, Tự Dưng Nô Tỳ cảm thấy được ở bên cạnh ai cũng có thể là người xấu. Tần Hoan từ chối cho ý kiến. Vốn là có khả năng này, có điều cuộc sống vẫn phải lạc quan lên mới tốt. Phục Linh gật đầu, Tần Hoan đưa một cuốn sách cho nàng. Sách này viết về dược liệu, trước tiên em học ghi nhớ tên đã, đến khi nào em có thể phân biệt được các loại thuốc thì tiếp tục ghi nhớ đến dược tính của từng loại. Đáy mắt Phục Linh sáng lên nàng hiểu được đây là tần hoan muốn dậy nàng rồi. chương 107 Trong lòng còn chăn trở nên đêm nay tần hoan ngủ không được ngon lắm. Sáng sớm hôm sau nàng đi loanh quanh trong viện như thường lệ, đang định dùng xong bữa sáng thì đến hầu phù. Thế nhưng mới ăn được một nửa thì nhạc ngưng đã đến tận cửa rồi. Ngươi vẫn chưa ăn sáng xong à, ngươi biết đã bắt được ngụy kỳ chi chưa? Nhạc ngưng đã đến đây hai lần, có thể nói là cực kỳ quen thuộc với tiểu viện này của Tần Hoan. Cộng thêm hiện giờ nàng cực kỳ thân thiết với Tần Hoan nên cũng tùy tiện ngồi xuống, cầm lấy ly trà phục linh mang đến rồi hỏi Tần Hoan. Tần Hoan gật đầu. Biết rõ, từ ngỗ tác đã đến nói cho ta biết. Nhạc ngưng nói tiếp. Đêm qua ta mới biết chuyện này, trong lòng ta biết ngươi nhất định cũng sẽ tò mò ngụy kỳ chi làm thế nào để giết Tống Nhu cho nên sáng sớm nay đã đến tìm ngươi. Chúng ta đến phủ nha nhìn xem. Tần Hoan buông bát đũa xuống rồi lau lau khóe môi. "Đến phủ nha?" Nhạc Ngưng gật đầu. "Phải, đến phủ nha. Đêm qua lúc tin tức đưa đến nói là chưa lấy được khẩu cung của Ngụy Kỳ Chi, nếu hôm nay chúng ta đến thì nhất định có thể nghe được trọng điểm." Tần Hoan chớp mắt, mặc dù phủ nha chính là trọng địa, thế nhưng Nhạc Ngưng có thân phận quận chúa cho nên muốn vào thì chắc chắn không khó. Quả nhiên, vẫn phải có thân phận thì mới dễ làm việc. Tần Hoan vốn rất muốn biết chi tiết, nhưng thân phận của nàng không thích hợp để vào trong nha môn cho nên nàng cũng không có ý định này. Có điều nhạc ngưng đã đến tận cửa rồi, đương nhiên nàng cũng nên vui vẻ đi cùng với nhạc ngưng. Cơ hội đến khiến cho Tần Hoan hơi kích động, ngay lập tức nàng đi thay quần áo rồi cùng với nhạc ngưng ra cửa, nàng vừa đi vừa nói. Có vẻ như lúc thẩm vấn đã xảy ra vấn đề. Nhạc ngưng quay sang nhìn Tần Hoan. Hả, vì sao? Tần Hoan nghiêm nghị. Xế chiều hôm qua đã bắt được Ngụy Kỳ Chi, thời gian từ lúc xế chiều cho đến tối có hơn 2 canh giờ. Nếu như Ngụy Kỳ Chi đã khai ra thì đêm qua chắc chắn sẽ không đưa tin đến hầu phủ là vẫn chưa lấy được lời khai. Cho nên chính là Ngụy Kỳ Chi có chết cũng không chịu thừa nhận. Mặc dù đây là câu hỏi thế nhưng giọng của nhạc ngưng lại có chút khẳng định. Tần Hoan lắc đầu. Cũng không biết được, chúng ta đi xem xem. Hai người ra khỏi cửa. Nhạc Ngưng vốn là ngồi xe ngựa hầu phủ đến đây, nên đương nhiên Tần Hoan cũng lên xe ngồi cùng nàng đến nha môn. Xe ngựa vừa di chuyển thì Nhạc Ngưng nói: "Hôm qua ngươi có rất nhiều nghi vấn, sau khi về phòng ta đã suy nghĩ, đúng thật là rất khó giải thích. Nếu nói hắn giả quỷ dọa người thì hắn làm sao xuyên qua trùng trùng điệp điệp thị vệ của hầu phủ? Lại làm thế nào để lấy được giá y của Tống Nhu?" Nhạc Ngưng thở dài: "Những điều này có lẽ phải để chính miệng hắn nói ra thì chúng ta mới biết được." Tần Hoan không tiếp lời, còn có một loại khả năng nữa, kẻ già quỷ dọa người căn bản không phải là Ngụy Kỳ Chi. Lần này người đánh xe là sa phu của hầu phủ nên đương nhiên tốc độ sẽ nhanh hơn so với phục linh điều khiển. Chẳng bao lâu sau xe ngựa đã ngừng lại trước cửa nha môn, Nhạc Ngưng và Tần Hoan lần lượt xuống xe. Nhạc Ngưng bước nhanh về phía cửa nha môn, vừa đi đến nơi thì sai dịch giơ tay lên ngăn Tần Hoan và Nhạc Ngưng lại, lúc này Lục Kỳ đi theo Nhạc Ngưng trao mày tiểu quận chúa An Dương Hầu Phủ mà các ngươi cũng dám ngăn cản. Mấy tên sai dịch sửng sốt, liếc mắt nhìn vài cái rồi bỏ tay xuống, sau đó cùng nhau quỳ xuống đất hành lễ, một người trong số họ nói. Xin quận chúa chờ cho một lát, tiểu nhân đi vào thông bẩm với tri phủ đại nhân. Nhạc ngưng gật đầu. Ừ. Trước mặt những người không quen biết thì nàng hành xử rất lễ độ, vẻ mặt hiên ngang lạnh lùng, rất có khi thế cao cao tại thượng của quận chúa. Tần Hoan đứng sau lưng nhìn nàng như vậy không khỏi cong môi mỉm cười. Rất nhanh sau đó Hoác Hoài Tín chạy vội ra đón. Không biết quần chúa đại giá Quang Lâm, Hoác Mỗ lại không tiếp đón từ xa. Mặc dù nhạc ngưng là tiểu bối thế nhưng thân phận của nàng cao hơn, Hoác Hoài Tín cũng không thể không tôn kính. Ngược lại nhạc ngưng lại hơi có chút cung kính với Hoác Hoài Tín. Quấy giày chi phủ đại nhân rồi. Nghe nói đại nhân đã bắt được ngụy gia đại công tử nên lần này ta dẫn theo cửu cô nương đến xem tình tiết vụ án. Án này liên quan đến hầu phủ, cửu cô nương lại cống hiến rất nhiều, bọn ta đi xem chắc là đại nhân sẽ không để bụng chứ. Hôm qua hoác hoài tín đã vất vả gần như cả đêm, dầu mọc đầy mặt, bên dưới mắt cũng thâm đen, nghe nhạc ngưng nói như thế thì ông nào dám nói thêm cái gì nữa, huống chi tình hình hiện tại thì tần hoan đến đây có lẽ cũng là chuyện tốt. Ông cười lớn tiếng, vừa nghiêm người vừa mời. Đó là đương nhiên, mời quần chúa vào, mời cả cửu cô nương nữa. Vừa vào trong cửa chính, Hoác Hoài Tín đã dẫn Tần Hoan và Nhạc Ngưng đi lên hành lang bên cạnh, vừa đi ông vừa cười khổ. Nếu như quần chúa không đến thì Hoác Mỗ cũng phải phái người đến hầu phủ một chuyến. Vốn tưởng rằng tóm được Ngụy Kỳ Chi rồi thì vụ án này đã có thể rõ ràng thông suốt, thế nhưng... Thế nhưng Ngụy Kỳ Chi lại cực kỳ cứng miệng. Hoác hoài tín thở dài. Đêm qua thẩm vấn tận đến gần sáng, nhưng một câu hoác mỗ cũng không hỏi ra. Nhạc ngưng nhớn mày, ánh mắt tần hoan lại trở nên nặng nề. Chi phủ đại nhân, ngụy Kỳ Chi nói như thế nào? Vừa nói chuyện mọi người vừa đi đến công đường, đằng sau công đường là phòng dành cho khách của sảnh bên. Đến cửa phòng thì hoác hoài tín dừng chân lại. Thân phận quận chúa và cửu cô nương cao quý nên không cần thiết phải đến nhà lao một lúc nữa ta sẽ cho người mang hồ sơ vụ án và khẩu cung đến là được. Mời, hai vị vào đây chờ một lát đi. Nhạc ngưng và tần hoan gật đầu, chờ đến khi đi vào trong thì hoắc hoài tín mới nói. Ngụy kỳ chi kia nói đích thực là hắn đi theo Tống Nhu đến Cẩm Châu, nhưng vì chân hắn bị thương nên chỉ ngồi xe ngựa, cho nên cũng chẳng nhanh hơn Tống Nhu là bao. Hắn xuất phát chậm hơn Tống Nhu ba ngày, cố gắng đuổi theo thì cũng không kịp, mãi tận lúc hắn đến được thập lý miếu thì mới xem như đuổi kịp. Tống Nhu cũng đang ở đó. Thế nhưng hắn nói hắn không hề đi gặp Tống Nhu. Hoác hoài tín cười nhạo. Quân chúa và cửu cô nương có tin không? Hắn tự cho là muốn cởi bỏ hiểm nghi nên mới nói ra, thế nhưng cũng để lộ một sơ hở lớn. Khi đó hắn cũng có mặt ở thập ly miếu, hai người cùng ở một chỗ thì người hành hung trừ hắn ra thì còn có thể là ai khác. Tần hoan nhíu mày. Vậy hắn dùng hung khí gì? Đầu của Tống Nhu hắn giấu ở đâu? Hoác hoài tín cười khổ đương nhiên là không hỏi ra rồi hạ quan vẫn chưa điều tra cụ thể đi cùng hắn đến đây chỉ có một tên sai vặt tên là ô thuật bọn họ một ngày sau mới tiến vào cẩm châu thế nhưng còn chưa vào thành thì đã biết rõ tin tức tống nhu bị sát hại sau khi vào thành rồi bọn họ ở lại trong khách điếm phúc lai ở thành đông tên ô thuật đó ta đã bắt lại rồi nhưng cái gì hắn cũng không nói bọn ta đã lục soát khắp trong khách điếm nhưng không tìm ra được gì cả Hoác mỗ cảm thấy bọn họ nhất định là đã thủ tiêu hết toàn bộ mọi chứng cứ trước khi vào thành rồi. Nhạc ngưng vội hỏi. Thế giả quỷ vào hầu phủ dọa người thì sao? Còn có hòa thiêu nghĩa trang nữa? Hoác hoài tín lắc đầu. Tất cả đều không thừa nhận. Đêm qua cũng đã dùng hình rồi nhưng vẫn không nhận. Chẳng trách hoác hoài tín không muốn để cho các nàng đến nhà lao ngoại trừ lý do nhà lao không phải là nơi thích hợp để cho các nàng đến thì ông cũng sợ để cho các nàng nhìn thấy dáng vẻ sau khi bị dùng hình của ngụy kỳ chi tần hoan đã biết trong nha môn khi thẩm vấn nghi phạm thông thường sẽ có rất nhiều biện pháp phụ thân nàng không thích dùng trọng hình để bức cung thế nhưng khi gặp phải những tên hung đồ cực kỳ gian ác thì cũng chỉ có thể lấy mạnh khắc chế mạnh thôi hắn có nói vì sao đã đến cẩm châu rồi mà không đi tìm ngụy ngôn chi không giọng nói tần hoan lạnh lùng trang nghiêm, hoác hoài tín nghe thấy câu hỏi của nàng thì tinh thần không hiểu sao lại phấn khởi. Hắn nói, hắn nói là sợ hủy đi thanh danh của Tống Nhu nên mới không xuất hiện. Ta hỏi hắn sự việc kia theo lời của Ngụy Ngôn Chi thì hắn thừa nhận rồi. Hơn nữa đúng là trước đây hắn thuận tay trái, hiện giờ cả hai tay đều có thể dùng được, chân hắn cũng đúng là bị TQC và cứu cứu hắn đánh gãy. Tần Hoan trao mày. Thế hắn có nói mục đích lần này hắn đến cầm châu không? Hoác hoài tín cũng nhăn mày, tay sờ cầm trong vô thức. Điều này cũng khiến ta cực kỳ khó hiểu. Hắn nói hắn đi theo chỉ là vì muốn xem xem tống nhu gả cho người như thế nào, có nghiêm khắc quá hay không. Hắn còn nói đích thực là muốn gặp tống nhu, thế nhưng không có cơ hội do thị vệ đi theo quá đông. Tống nhu là tân nương nên được mọi người hộ tống ở chính giữa nên hắn không có cách nào tiếp cận cả. Lời nói này đương nhiên là bịa đặt, nếu như ngay cả người cũng không gặp được thì càng không thể giết người rồi cắt đầu người ta đi. Nhạc ngưng khoanh tay trước ngực. Tên ngụy Kỳ Chi này cũng là người luyện võ, tâm tính nhất định cứng cỏi hơn so với thường nhân, có lẽ tri phủ đại nhân phải phí sức nhiều hơn rồi. Có điều dùng hình thì dùng hình, đừng có tra tấn bức cung là được. Hoác hoài tín than ngắn, thở dài. Đương nhiên rồi, có điều hắn không có bất cứ ai làm chứng cho mình, tên ô thuật kia là gã sai vặt của hắn nên đương nhiên sẽ bao che cho hắn. Lời khai của ô thuật đương nhiên không thể tin. Tần Hoan nghĩ nghĩ rồi bỗng nhiên nói. Chi phủ đại nhân có thể cho bọn ta gặp mặt Ngụy Kỳ Chi và ô thuật không? Khóe môi hoác hoài tin nhất thời co giật. Khổ khổ, cửu cô nương, trong phòng giam rất bẩn thỉu, sao có thể để hai tiểu cô nương lá ngọc cành vàng các ngươi đi vào chứ? Nếu như hầu ra truy cứu xuống thì hoác gánh không nổi đâu. Tần Hoan nhíu mày rồi quay sang nhìn nhạc ngưng. Nhạc ngưng nhận được ánh mắt của Tần Hoan liền hiểu, lập tức hất hàm. Phụ thân ta chẳng lẽ lại là loại người không phân biệt được thi phi? Là tự ta muốn vào, chẳng liên quan gì đến đại nhân cả. Đại nhân chỉ đơn giản là sợ bọn ta nhìn thấy dáng vẻ sau khi dùng hình của ngụy kỳ chi thôi. Thế nhưng nhạc ngưng đã luyện võ từ nhỏ nên quen thuộc các loại vết thương, cũng biết quy của của nha môn, đương nhiên sẽ không nói đại nhân sai. Hoác Hoài Tín vừa cười vừa hậm hực, ngay lúc này thì Từ Hà ôm một tập hồ sơ đến. Đại nhân, hồ sơ người muốn đã đem đến đây rồi. Đáy lòng Hoác Hoài Tín thở dài. Người cứ tạm giữ đó đã, quần chúa và cửu cô nương muốn đến nhà Lao xem xét. Từ Hà kinh ngạc. Nhà Lao chính là... Hắn mới nói được nửa câu thì tự mình chặn lại, tính tình nhạc ngưng phóng khoáng. Còn Tần Hoan thì ngay cả nghiệm thi còn không sợ thì còn sợ gì mấy thứ bẩn thỉu huyết tanh trong nhà Lao. Từ Hà vừa nghiêm người vừa mời mời quần chúa và cửu cô nương đi bên này. Hoắc Hoài Tín cũng nói: Quần chúa và cửu cô nương muốn xem thì đến xem đi, mời. Tần Hoan và Nhạc Ngưng đứng dậy rồi cùng đi ra ngoài. Hoắc Hoài Tín và Từ Hà đi trước dẫn đường, Nhạc Ngưng đi phía sau nghiêng đầu khẽ hỏi Tần Hoan: Sao đột nhiên ngươi lại muốn đến nhà Lao xem xét vậy? Thẩm vấn phạm nhân chính là chuyên môn của bọn hắn, chỉ sợ chúng ta đến cũng chẳng giúp được gì hiện tại cũng đã dùng hình với ngụy kỳ chi rồi, chẳng lẽ hai người các nàng còn đến xem người ta dùng hình sao? Tần Hoan khẽ lắc đầu. Đến nhìn thì biết. Người có tâm tính cứng cỏi sau khi phạm tội đương nhiên sẽ biết một khi khai nhận thì sẽ chỉ còn đường chết, cho nên có thể sẽ trông đỡ được trọng hình, chết cũng không thừa nhận. Thế nhưng nếu thật sự ngụy kỳ chi không nói dối thì sao? Tần Hoan không biết tình cảnh bên trong nhà lao, cho nên càng muốn đến nhìn một cái xem sao từ sảnh đi sâu vào bên trong nha môn chẳng bao lâu đã đến một đường hầm tối âm u từ phía xa có nha sai đi đến nhìn thấy hoác hoài tín dẫn theo hai tiểu cô nương đến thì chợt sửng sốt hoác hoài tín phất phất tay bảo người ở bên trong tránh đi một lúc hoác hoài tín căn dặn như vậy thì nha sai liền hiểu thân phận của tần hoan và nhạc ngưng không bình thường hắn ngay lập tức xoay người rời đi lúc tần hoan và nhạc ngưng đi đến cửa nhà lao thì quả nhiên không thấy bóng dáng một nha sai nào cả nhà lao của nha môn cẩm châu phủ đương nhiên chặt chẽ và kiên cố hơn nhiều so với huyện nha bình thường nhà lao nằm dưới lòng đất hai người nhạc ngưng đi xuống theo đường hầm dốc chẳng bao lâu sau đã thấy được bố trí bên trong nhà lao đúng như lời hoác hoài tín nói thật sự có chốt không thích hợp đối với hai người bọn họ nhạc ngưng bịt lại mồm miệng rồi quay đầu sang nhìn tần hoan nhưng Tần Hoan vẫn đồng đỉnh bước đi, cứ như đi dạo chơi trong hậu viện nhà mình vậy. Đến một ngã rẽ sang phải, rất nhanh đã đến một phòng tối không có cửa sổ, chuyên dùng để thẩm vấn phạm nhân. Bốn góc phòng tối được đốt đèn, chính giữa có một giá gỗ lớn đứng dựa vào tường, hiện tại có một nam tử cởi trần bị treo trên giá. Trên người hắn toàn bộ đều là vết lằn của roi đánh, bên dưới vai trái còn có một vết sẹo hình vuông nhìn thấy rõ ràng là vết bỏng. Nam tử cúi đầu xuống, tựa hồ như đã hôn mê, tóc đen rũ tán loạn che khuất mặt mũi hắn nhưng cũng mơ hồ lộ ra ngũ quan, để cho tần hoan thấy lờ mờ được dáng vẻ của ngụy môn chi. Hai huynh đệ nhà này cũng có ba phần giống nhau. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 108. Hoác hoài tín ho nhẹ không tự nhiên. Vẫn chưa dùng hình quá nặng, nhưng hắn đã không chịu nổi mà hôn mê bất tỉnh rồi. Nhạc ngưng nhíu mày dùng hình là việc của đại nhân bọn ta đương nhiên sẽ không xen vào hoác hoài tín thở hắt ra nếu hai tiểu cô nương chịu không nổi tình cảnh này sau này ra ngoài lại nói hắn nghiêm hình bức cung thì có chốt không tốt cũng may mắn hai người này cực kỳ hiểu lý lẽ tần hoan nhìn vết thương của ngụy kỳ chi mặc dù vẫn chưa dùng đến trọng hình thế nhưng nhìn vết roi thế này cũng phải mấy chục đến hơn trăm hành hạ thời gian dài đau đớn như vậy cực kỳ khiến cho ý chí người ta hao mòn con người khi đang còn nghị lực mạnh mẽ thì đương nhiên sẽ có đủ nhận thức để ngăn không cho bản thân nói ra chân tướng. Thế nhưng đến lúc đau đớn mệt mỏi hao mòn ý chí thì cực kỳ có khả năng người khác hỏi cái gì thì trả lời cái đó. Kể cả không nói ra toàn bộ thì nhất định cũng sẽ để lộ ra sơ hờ. Rốt cuộc ngụy kỳ chi là người có tâm tính cứng rắn đến mức khiến cho người ta phát điên, hay là nói, người giết Tống Nhu thực sự không phải hắn. Cụp mắt xuống, Tần Hoan thấy được chân của Ngụy Kỳ Chi, mặc dù đã hôn mê nhưng chân trái của hắn có dáng vẻ cong vẹo không được tự nhiên. Nếu Tần Hoan đoán không sai thì lúc Hoắc Hoài Tín dùng hình chắc chắn đã hành hạ vết thương ở chân của hắn. Tần Hoan chăm chú quan sát, Hoắc Hoài Tín thấy nàng cũng chẳng làm gì khác ngoài xem xét thì cười hề hề. Chỗ này mùi vị không sạch sẽ lắm, thật sự không thích hợp cho quận chúa và cửu cô nương ở lại lâu, nhìn xong rồi thì ra ngoài thôi đương nhiên tần hoan không thật sự muốn thẩm vấn ngụy kỳ chi việc này suy cho cùng cũng là công vụ của nha môn lần này nàng đến xem coi như cũng quá giới hạn rồi tần hoan gật gật đầu nhạc ngưng thấy thái độ này của nàng nên cũng ừ một tiếng hoác hoài tín thở phào nhẹ nhõm nhưng đúng lúc này ngụy kỳ chi vốn đang mất xỉu đột nhiên giật giật đầu hắn hơi nâng lên một chút mí mắt muốn mở ra nhưng không mở được miệng cũng đang lẩm bẩm gì đó tần hoan chậm rãi tiến lên nhạc ngưng thấy thể cũng đến gần không không phải ta giết ta không không phải ta giết lông mày nhạc ngưng trao lại này ngươi nói không phải ngươi giết thế đêm đó ngươi ở chỗ nào của thập lý miếu tìm một người làm chứng ra đây lời mà tên sai vặt kia của ngươi nói thì không tính nhạc ngưng góp lời nhưng không ngờ sau đó ngụy kỳ chi lại không phát ra tiếng động nào nữa nhạc ngưng cúi đầu nhìn hắn này ngụy kỳ thơ yêu tần hoan giữ nhạc ngưng lại không cần hỏi hắn hắn vẫn chưa tỉnh lại vừa rồi chỉ là một câu nói trong vô thức thôi nhạc ngưng à một tiếng hơi thất vọng ánh mắt tần hoan lại trở nên nặng nề nàng kéo tay nhạc ngưng cùng nàng đi ra cửa lần này hoác hoài tín mới thật sự thở phào nhẹ nhõm hắn vẫn luôn nói câu này không thể tin tần hoan ngừng chân lại lời nói trong vô thức đáng tin hơn là nói khi có ý thức hoác hoài tín trợn mắt tần hoan cũng không nói thêm câu nào nữa buông tay nhạc mưng ra rồi lập tức đi ra cửa oan uổng oan loạn quá tần hoan đi được hai bước nhưng từ trong hành lang nhỏ hẹp của nhà lao lại truyền đến một tiếng rên rỉ yếu ớt tần hoan dừng chân lại xoay người nhìn sang chỗ phát ra âm thanh hoác hoài tín hơi lúng túng ha cửu cô nương không cần để ý nhà lao mà người kêu oan nhiều Nhạc ngưng nhíu mày. Có người kêu oan, chẳng lẽ hoác đại nhân vu oan cho người ta? Hoác hoài tín liên tục cười khổ. Đương nhiên không phải, quận chúa hiểu lầm rồi. Người kêu oan này là gã sai vặt của ngụy kỳ chi, hắn kêu như vậy suốt rồi, nên hắn nói cái gì cũng không quan trọng. Nói như vậy thế nhưng nhạc ngưng lại có hứng thú. Ta đến xem xem, oan uổng, oan, oan quá. Nhạc ngưng lần theo âm thanh đi vào sâu bên trong nhà lao thêm 10 bước nữa chẳng bao lâu sau đã đến được phòng giam bên trái. Bên trong có một thanh niên tóc tai bù xù, quần áo tả tơi tựa vào cột trong phòng giam, thoi thóp kêu oan. Áo bào trên người hắn bị roi đánh rách nát, trên mặt cũng có dấu vết tím đen, vừa nhìn đã biết hoác hoài tín cũng dùng hình với hắn. Tuổi tác hắn cũng sắp xỉ ngụy kỳ chi, khoảng trên dưới 23, 24 tuổi, mà vết thương của hắn không nghiêm trọng như ngụy kỳ chi, lại bởi vì không bị treo lên cột cho nên mới có cơ hội nghỉ ngơi, không mất đi giống ngụy kỳ chi mà thậm chí vẫn còn có thể kêu oan. Tần hoan theo kịp từ phía sau, nàng nhìn chăm chu hắn một lúc thì đảo mắt xung quanh, thấy một cái áo choàng nằm trong góc phòng giam, trên áo choàng cũng dính đầy vết máu. Thế nhưng tần hoan nhìn ra được, áo choàng kia vốn là màu xanh da trời, giống hệt với màu áo của người mà hôm đó đến nhìn trộm nàng cùng với nhạc ngưng. Tần Hoan nhớn mày. Ngươi là ô thuật. Giọng nói nàng hơi lạnh lùng nghiêm nghị, ô thuật vốn đang tựa vào cột nhắm chặt mắt liền bị âm thanh này làm cho chấn động. Hắn lập tức xoay người lại nhìn thấy đột nhiên trong phòng giam xuất hiện hai vị cô nương, phút chốc hắn không phản ứng kịp. Chủ tử nhà ngươi đã từng lén lút đến nhìn ngó tần Phủ phải không? Giọng nói tần hoan lạnh lùng khiến người khác run sợ, ngoài ra còn có một sức mạnh cám dỗ không thể giải thích được. Ô thuật bột miệng nói ra. Phải. Chữ này vừa thốt ra thì ngay lập tức ô thuật đã tỉnh hồn lại. Hắn là gia nô của ngụy Phủ, đã từng gặp qua không ít người quyền quý ở Kinh Thành cho nên vừa nhìn phong thái của nhạc ngưng và tần hoan, rồi lại nhìn hoắc hoài tín đứng sau lưng hai người thì ngay lập tức đã biết được thân phận của hai người không đơn giản. Ô thuật lăn đến rồi bỏ lên, quỳ xuống đất dập đầu về phía tần hoan và nhạc ngưng. Hai vị tiểu thư, Hai vị nữ Bồ Tát, xin hãy cứu lấy công tử nhà ta, công tử nhà ta bị oan, cầu xin các người cứu công tử nhà ta với. Mặc dù ô thuật trẻ tuổi thế nhưng cũng đã qua 20 rồi, vậy mà nói xong câu này liền khóc thanh tiếng, hốc mắt cũng đỏ ửng Đương nhiên tần hoan sẽ không vì mấy câu kêu khóc van xin này mà động lòng chắc ẩn, nàng hỏi lại. Chủ tử nhà ngươi, có phải đã lén đến thăm dò tần phủ? Ô thuật ngừng đầu lên, khuôn mặt đầy nước mắt. Nhìn thấy đôi mắt thâm trầm của Tần Hoan thì hắn thoáng do dự, sau đó mới gật đầu thút thít nói. "Vâng, chủ tử nói hắn phát hiện có một cô nương đi theo người nha môn cùng đến Nghĩa Trang. Hắn muốn biết biểu tiểu thư làm sao mà chết cho nên mới đi theo vị cô nương đó đến Tần phủ ở thành Đông." Tần Hoan nheo mắt, "Dựa vào đâu mà ngươi nói công tử nhà ngươi bị oan?" Ô thuật khóc lóc càng thảm thiết hơn, "Đương nhiên công tử nhà ta bị oan rồi." Mặc dù tính tình công tử không tốt thế nhưng sao lại có thể giết người chứ? Từ bé công tử đã là thanh mai trúc mã với biểu tiểu thư rồi, sau này công tử lại vì biểu tiểu thư mà bị đánh gãy chân. Lần này đi theo đến đây cũng là sợ biểu tiểu thư xảy ra bất chắc, ai ngờ được là biểu tiểu thư lại thật sự xảy ra chuyện. Công tử nhà ta vì chuyện này mà đau lòng không chịu nổi nên mới muốn dò xét chân tướng rõ ràng, nhưng... Hai vị tiểu thư, công tử nhà ta thật sự bị người khác hãm hại chúng ta vừa mới đến Cẩm Châu, cái gì cũng chưa làm, càng không đi đến An Dương Hầu Phủ, còn cả giá y nữa, bọn ta nào đã được nhìn thấy. Tần Hoan nhăn mày. Đêm ở thập lý miếu, có ai làm chứng cho các ngươi không? Ô thuật ngợt đầu, ngợt xong rồi hình như lại nghĩ đến cái gì đó mà lắc đầu. Bọn ta ở trong một khách điếm nhỏ, trên chân công tử có vết thương nên đêm hôm đó bọn ta đã đi ngủ từ sớm, sao có thể đi giết người chứ? Thế nhưng chi phủ đại nhân nói cái này không tính, phải có người làm chứng chúng ta cả đêm không hề ra ngoài mới được, chuyện này chúng ta phải chứng minh thế nào chứ? Đêm khuya rồi thì ai cũng đều đi ngủ mà. Tần Hoan thở dài, Hoắc Hoài Tín nói đúng, phải có người chứng minh bọn họ cả đêm đều không ra khỏi khách điếm mới được tính. Hoắc Hoài Tín tiến lên nói, quân chúa và cửu cô nương đã nghe thấy rồi đấy, cần nhân chứng thì không có nhân chứng, trùng hợp bọn họ cũng ở ngay thập lý miếu, chủ tử hắn lại còn thuận tay trái có tình với Tống Nhu cũng là chủ tử nhà hắn, quá nhiều điểm đáng ngờ. Bình thường chủ tử nhà ngươi viết thư thì dùng giấy gì? Đột nhiên Tần Hoan lại hỏi, ô tuật ngần người. Dùng, dùng giấy trúc Hồ Châu, dùng giấy tuyên thành của Thái Châu. Tần Hoan nhíu mày. Lúc hai người các ngươi dọc đường về phía nam thì sao? Chủ tử nhà người không biết lách gì à? Ô tuật lại thất thần. Mua loại giấy hoàng ma tầm thường nhất, Nhạc ngưng biết chuyện giấy duệ kim nên nhiều mày nói. Chủ tử nhà người không dùng giấy duệ kim sao? Ô thuật lau nước mắt. Chủ tử nhà ta không thích loại này, hơn nữa trên đường đi rất gấp, làm gì có thời gian chuyên đi chọn lựa giấy gì? Tần hoan nhíu mày, nhạc ngưng cũng bị làm khó. Hoác hoài tín đứng bên cạnh thì ù ù cạc cạc không hiểu sao lại liên quan gì đến các loại giấy. Tần hoan lên tiếng. Đại nhân có nhớ được ta mang từ Nghĩa Trang đi một ít cặn bẩn màu đen không? trong mắt hoác hoài tín thoáng qua kinh ngạc. Đó chính là giấy. Tần hoan gật đầu, hoác hoài tín nói luôn, D, X, B, ở he, ly, X. Ra ngoài rồi lại xin cửu cô nương nói tỉ mỉ, hiện tại cửu cô nương và quận chúa không cần đứng đây nghe hắn nhiều lời, tất cả khẩu cung đều đã ghi lại trong hồ sơ, cửu cô nương ra ngoài xem là biết ngay. Hoác hoài tín đã nói như vậy thì tần hoan cũng thấy có lý, nàng xoay người đi về hướng lối ra. Nhạc ngưng thấy thế cũng đi theo. Thấy đoàn người bọn họ chuẩn bị rời đi, ô thuật ôm chặt lấy cột cửa phòng giam hét lên tê tâm liệt phí. Hai vị nữ Bồ Tát, công tử nhà ta thật sự bị oan, công tử nhà ta đuổi theo đến đây là có ý tốt, sao lại giết biểu tiểu thư được chứ? Cái chết của biểu tiểu thư kỳ quái, công tử nhà ta cũng đang điều tra nguyên nhân. Ô thuật gào khóc, nhạc ngưng nghe thấy thế có chút không đành lòng còn tần hoan lại thở ơ. Ô thuật thấy bước chân của họ không hề dừng lại thì trong lòng lại càng sốt ruột. Công tử nhà ta thật sự có lòng yêu thích biểu tiểu thư, sao có thể giết nàng chứ? Nhạc ngưng biểu môi, đâu chỉ có lòng yêu thích thôi, còn có cả cốt nhục luôn rồi kìa. Chi phủ đại nhân, công tử nhà ta thật sự bị oan. Tiếng gào khóc của ô thuật vang vọng trong nhà lao, hoác hoài tín chỉ cảm thấy lỗ tai đau nhức, không khỏi mất kiên nhẫn. Ngươi đã nói câu này cả trăm nghìn lần rồi, đương nhiên công tử nhà ngươi có lòng yêu thích với Tống Tiểu Thư, nếu không sao lại làm ra chuyện đi quá giới hạn kia. Chính vì chuyện này công tử nhà ngươi mới bị đánh gãy chân, hoặc là ghi hận trong lòng, hoặc là muốn tiếp tục nối lại tiền duyên. Tóm lại công tử nhà ngươi có lý do giết chết Tống Tiểu Thư. Hoác hoài tín tức giận quát một chàng rồi đi nhanh ra ngoài theo hai người tần hoan. Ô tuật nhìn bóng mấy người càng đi càng xa thì trong lòng tuyệt vọng cùng cực đột nhiên hắn cắn răng một cái rồi nói nếu người cấu kết với biểu tiểu thư không phải công tử nhà ta thì sao nếu công tử nhà ta liên tiếp gánh chịu ô danh vì biểu tiểu thư thì sao tần hoan giống như đang đợi khoảnh khắc này đầu tiên nàng dừng chân lại nhưng vẫn chưa quay đầu toàn bộ bi thống trong ô thuật bộc phát hắn quỳ dạp xuống đất khóc lớn lên công tử nhà ta không những gánh chịu ô danh cho biểu tiểu thư lại còn bị đánh gãy chân thế nhưng vẫn không quản đường xa mà đuổi theo đến đây. Vì sao, vì sao lại vu khống công tử nhà ta giết người? Vì sao lại đối xử với công tử như vậy? Ông trời không có mắt, trời không có mắt mà. chương 109, hung thủ là người khác một. Tiếng khóc thê thảm của ô thuật vang vọng khắp mọi ngóc ngách nhà lao. Lúc này tần hoan mới từ từ quay người lại. Nhạc ngưng và hoác hoài tín ở bên cạnh cũng không thể tin được mà quay lại từ Hà còn kinh ngạc hơn thiếu chút nữa làm rơi hết hồ sơ trong tay xuống đất. Ngoại trừ Tần Hoan, ba người kia đều hồ nghi chính mình nghe nhầm rồi. Người cấu kết với Tống Nhu không phải Ngụy Kỳ Chi, Ngụy Kỳ Chi cam tâm tình nguyện gánh chịu ô danh này. Nhạc Ngưng là người đầu tiên nhịn không được mà xông lên. Ngươi nói cái gì? Chủ tử nhà ngươi và Tống tiểu thư vẫn chưa làm ra chuyện gì bất chính. Vậy thì vì sao hắn lại bị người quốc công phủ đánh gãy chân? Ô thuật liều mạng khóc vài tiếng rồi lau nước mắt đứng dậy. Ngày đó biểu tiểu thư tìm đến công tử nhà ta, nói là có việc cần công tử hỗ trợ, mặc dù công tử tức giận quốc công phủ thế nhưng đối xử với biểu tiểu thư cực kỳ tốt. Công tử nhà ta có lòng hỗ trợ nên biểu tiểu thư mới nói ra, nàng có tình cùng với người khác, bị cựu phu nhân phát hiện, trong tình thế cấp bách đành phải nói ra tên của công tử nhà ta. Công tử vừa nghe liền thấy cực kỳ hoang đường thế nhưng biểu tiểu thư không ngừng khóc lóc van xin nên công tử đành phải đồng ý sau đó công tử lại hỏi biểu tiểu thư người đó là ai nhưng biểu tiểu thư chỉ khóc chứ không nói gì không đến hai ngày sau người của quốc công phủ đã tìm đến cửa chẳng nói chẳng rằng cứ thế đánh một trận công tử nhà ta tâm cao khí ngạo vốn đã không ưa người quốc công phủ cộng thêm đã đồng ý với biểu tiểu thư rồi nên mới không nói rõ chuyện này ra công tử đang định đến tìm biểu tiểu thư hỏi cho ra nhẽ thì hôn kỳ của nàng gần đến lại nghe nói nàng bệnh nặng nữa, công tử nhà ta phải dưỡng thương nên chưa có cơ hội đến tìm biểu tiểu thư hỏi chuyện. Sau này tận mắt thấy biểu tiểu thư xuất giá rời khỏi kinh thành, công tử vừa muốn hỏi cho rõ ràng lại vừa lo lắng người mà biểu tiểu thư che chở là kẻ gian cho nên mới theo đến đây. Giọng nói ô thuật khan khan, lại dùng toàn bộ sự chân thành, vừa nói vừa rơi lệ, có thể coi như đã nói ra một phần uất ức quan ủng kia của ngụy Kỳ Chi. Ô thuật hít sâu rồi lại lập tức quỳ xuống đất, giơ tay chỉ lên trời. Những lời tiểu nhân vừa nói đều là sự thật, nếu như có một câu nào nói dối, tiểu nhân nguyện bị thiên lôi đánh chết không được tử tế. Nói xong, ánh mắt hắn ai oán nhìn sang Hoắc Hoài Tín. Công tử nhà ta vốn đã gánh nỗi oan lớn, nhưng không nghĩ tới nỗi oan nhất lại ở Cẩm Châu. Giết người, công tử nhà ta bất luận thế nào cũng sẽ không giết người, càng đừng nói là giết biểu tiểu thư. Công tử là người cứng đầu, ngay cả quốc công phủ chuẩn bị trước tuần phòng doanh mà hắn cũng không thèm nhận, vậy mà lại có thể vì biểu tiểu thư mà phá hỏng thanh danh mình đến nỗi bị đánh gãy chân, cho nên làm gì có chuyện đuổi đến đây để giết nàng chứ. Ô thuật là một đại nam nhân, hiện tại đã khóc đến mức hai tròng mắt đỏ như thò. Nếu như là người khác thì chỉ sợ đã khiến mọi người ở đây buồn cười thế nhưng hắn nói từng câu từng chữ rất khi phách, lại tràn đầy oán giận. Ngay cả Nhạc Ngưng nghe thấy trong lòng cũng khẽ run rẩy. Công tử nhà ngươi, công tử nhà ngươi nếu thật sự như lời ngươi nói, thì thật sự cũng quá khổ tâm với Tống tiểu thư. Thế nhưng bọn ta lại không biết lời ngươi nói là thật hay giả, có ai có thể chứng minh công tử nhà ngươi không phải người trong lòng Tống tiểu thư không? Ô Thuật sừng sốt, lúc này mới nghẹn ngào. Chuyện, thế này ta phải chứng minh thế nào? Các ngươi đi điều tra xem, hồi bé biểu tiểu thư thường xuyên đến ngụy phủ, sau này đến chơi rất ít hai năm qua lại càng ít thấy. Nếu như công tử nhà ta và biểu tiểu thư có tình thì sao nàng lại đứng yên nhìn công tử nhà ta náo loạn cùng với quốc công phủ chứ? Nhạc ngưng trao mày. Nói như vậy cũng có lý, có điều lời này của ngươi đều có thể bịa đặt ra được. Vậy ngươi nói một chút, nếu như công tử nhà ngươi không phải người trong lòng của tống tiểu thư vậy thì người đó là ai? Ô thuật càng uất ức hơn. Chuyện này tiểu nhân làm sao biết được? ngay cả công tử cũng không biết nhiều lắm về biểu tiểu thư thì làm sao tiểu nhân biết được. Mới nói đến đây đột nhiên đáy mắt ô thuật sáng lên. A, à, tiểu nhân nhớ đến một người, nhị công tử, nhị công tử có lẽ sẽ biết, chẳng phải nhị công tử chính là người đưa dâu đến An Dương Hầu Phủ sao? Chi phủ đại nhân đến hỏi hắn đi, hắn còn lui tới quốc công phủ thường xuyên hơn cả công tử nhà ta, có lẽ quan hệ với biểu tiểu thư còn thân thiết hơn một chút. Sao chi phủ đại nhân không đến hỏi hắn? Quác hoài tín đang muốn nói chuyện nhưng nhạc ngưng đã nhanh mồm nhanh miệng. Đương nhiên chúng ta đã hỏi, hắn nói cho bọn ta biết chân của công tử nhà ngươi bị gãy là vì chuyện gì. Chuyện này cả ngụy phủ lẫn quốc công phủ ngay cả hạ nhân cũng đều đã biết, người còn muốn chúng ta hỏi cái gì nữa. Đáy mắt ô thuật lại có vẻ tuyệt vọng. Suy cho cùng vẫn là muốn bọn ta phải chứng minh, nhưng, nhưng vì sao chứ, bọn ta vốn chẳng liên quan gì đến vụ án này hết, vì sao cái gì cũng bắt bọn ta chứng minh chứ. Hoác Hoài Tín hư lạnh. Bởi vì có đủ loại chứng cứ cho thấy chủ tử nhà người là kẻ tình nghi lớn nhất. Ô thuật mím môi, trên mặt vừa ớt ức vừa oan uổng, nhưng hắn không thể đưa ra chứng cứ nào thuyết phục cả nên đành phải nắm chặt nắm đấm lặng lẽ rơi nước mắt. Mặc dù bình thường công tử nhà ta hơi ngỗ ngược, nhưng làm sao có thể giết người chứ? Hiện tại chân công tử cũng đã gãy rồi, sau này lại không thể thuần mã được nữa, lại càng không thể ra làm quan, nếu như lại bị các người vu oan giá họa thế này ô thuật vừa khóc vừa tự lầm bẩm hoắc hoài tín nghe thấy thế liền trừng mắt sao lại nói thế vu oan cái gì ngươi không thể tự chứng minh mình trong sạch mà tất cả chứng cứ của ta đều nhắm vào chủ tử nhà ngươi ô thuật nhìn hoắc hoài tín trong lòng từ sớm đã âm thầm mắng chửi tên hôn quan này một nghìn một vạn lần rồi vì thế hắn quay sang khổ sở nhìn tần hoan và nhạc ngưng nhị vị tiểu thư nhị vị nữ Bồ Tát, nhị vị dù lòng thương, xin hãy chủ trì công đạo cho công tử nhà ta với, chủ tử ta tuy tính tình ngỗ ngược, có thể thanh danh có chút không tốt thế nhưng công tử đã có thể gánh chịu ô danh này thay cho biểu tiểu thư, đã chịu nỗi oan ức cùng sỉ nhục lớn như thế rồi, ngay cả hôm đó có bị đánh gãy chân cũng không bán đứng biểu tiểu thư nữa. Trong lòng nhạc ngưng căn bản cũng có hơi nghi ngờ do những lời hôm qua Tần Hoan nói, hôm nay lại nghe thấy tình tiết khó tưởng tượng này nên nhất thời không biết nên tin ai. Ngay tại lúc nàng đang dối rắm thì nhớ ra tần hoan đứng đây suốt từ nãy vẫn chưa hề lên tiếng. Nhạc ngưng quay sang rồi giơ tay đụng đụng vào tần hoan, khẽ nói. Sao thế? Cơ hội tốt thế này sao không hỏi? Người đang nghĩ cái gì thế? Gương mặt vốn đang có vẻ chìm trong suy nghĩ miên man của tần hoan đến giờ mới hiện lên một chút lạnh lùng nghiêm trang, nàng nhìn ô thuật, ngươi đi theo công tử nhà ngươi bao nhiêu năm rồi? Ô thuật vội nói. Tiểu nhân đi theo công tử 17 năm rồi, là được tuyển chọn làm thư đồng bên cạnh công tử từ nhỏ. Tần hoan gật đầu. Công tử nhà ngươi bây giờ quen dùng tay trái nhiều hơn hay là tay phải nhiều hơn? Ô thuật nghĩ nghĩ. 50 đến 50 đi, công tử nhà ta khi mua kiếm thì dùng tay phải, viết chữ dùng tay trái, bình thường lúc ăn cơm hay là làm gì đó thì cả hai tay đều có thể dùng được lần này công tử nhà ngươi có mang theo vũ khí đi không tần hoan nhìn chăm chú ô thuật ngật đầu có mang mang theo kiếm mà bình thường công tử vẫn dùng tần hoan quay sang nhìn hoắc hoài tín vẻ mặt hoắc hoài tín hơi dao động chính là một thanh đoàn kiếm bên trên không hề có dính máu thế nhưng lại cực kỳ sắc bén tần hoan nhíu mày ánh mắt cũng hơi mông lung nếu như người cấu kết với Tống Tiểu Thư không phải là ngụy gia đại công tử thì hướng đi của vụ án này lại hoàn toàn khác, chi phủ đại nhân lại phải điều tra lại một lần nữa rồi. Trên mặt hoác hoài tín có hơi đau khổ, vụ án này đã chậm trễ cả chục ngày rồi, nếu như còn không đưa ra kết luận thì càng về sau càng khó điều tra, chưa kể còn không thể báo cáo kết quả cho người từ kinh thành tới. Hiện tại khó khăn lắm mới tóm được nghi phạm lớn nhất. Nếu như cứ thế phủ định hoàn toàn những suy luận trước kia thì chẳng phải là sẽ phải làm lại từ đầu sao?" Hoắc Hoài Tín quay sang nhìn Ô Thuật, "Cửu cô nương tin lời hắn nói." Tần Hoan cũng nhìn lướt qua Ô Thuật, ánh mắt nàng vừa quét đến thì Ô Thuật lập tức nhìn lại nàng với vẻ cực kỳ tha thiết mong chờ, lại muốn giơ tay lên thì thốt. Tần Hoan cũng không có ý định nghe thêm nữa nên quay mặt đi nói. "Vụ án này vốn còn rất nhiều điểm đáng ngờ." hiện tại lại có biến hóa mới nên đương nhiên phải điều tra lại lần nữa. Trước đây chúng ta đã xác định được hai chứng cứ mấu chốt đó là rất có khả năng ngụy gia đại công tử cấu kết với Tống Tiểu Thư và người thuận tay trái. Hiện tại xác định người cấu kết với Tống Tiểu Thư không phải là ngụy gia đại công tử, cho nên nếu chỉ dựa vào một chi tiết thuận tay trái thì rất khó có thể phán xét ngụy gia đại công tử là nghi phạm lớn nhất, vẫn thiếu đi chứng cứ thuyết phục nhất. Hoác hoài tín trợn mắt nhìn tần hoan, ô thuật ở bên cạnh lại gật đầu lia lịa hai mắt hắn như phóng điện nhìn về phía tần hoan cứ như đang nhìn đấng cứu thế trước mắt thì ngay cả nhạc ngưng cũng vẫn giữ thái độ nghi ngờ ngụy kỳ chi mà hỏi chuyện thế nhưng chỉ có mình tần hoan là người đầu tiên nói nên điều tra lại vụ án một lần nữa nhưng đôi mắt hoác hoài tín đảo lia lịa nhưng mà nhị công tử đã nói có vẻ như lời của nhị công tử đáng tin hơn tần hoan nhìn hoác hoài tín vì sao hoác hoài tín cứng hỏng, thế nhưng đột nhiên ông phát hiện ra nếu như hỏi ông vì sao lại tin tưởng lời của ngụy môn chi thì ông cũng không biết phải trả lời thế nào tần hoan lại khẽ cười bởi vì nhị công tử là người đưa dâu là người đã gặp chuyện không may nhưng lại cực kỳ phối hợp với tri phủ đại nhân tra án cho nên tri phủ đại nhân cảm thấy hắn là người cực kỳ nhiệt tình tận tâm và lại tri phủ đại nhân cảm thấy nhị công tử nhất định không hề có liên quan gì đến vụ án này nếu như trong lòng hắn có quỷ thì chắc chắn sẽ không chú đáo điềm tĩnh đến như vậy chi phủ đại nhân cảm thấy hắn không giống hung thủ cũng không giống kẻ trong lòng có quỷ vì thế nên rất có hào cảm với hắn trong vụ án này cũng thấy tín nhiệm hắn hơn hoác hoài tín trợn mắt ngạc nhiên rồi gật đầu đúng đúng là như thế tần hoan thở dài nhưng nghi phạm rất giỏi gạt người chi phủ đại nhân cảm thấy được hắn đang nói dối thì có lẽ người nói dối lại là kẻ khác thì sao hoặc là nói chỉ phủ đại nhân vì không muốn có nhiều rắc rối, muốn nhanh chóng kết án, cho dù vẫn còn một chút nghi ngờ thì cũng phải giữ vững quan điểm cho rằng ngụy gia đại công tử chính là hung thủ. Ánh mắt hoác hoài tín hơi ánh lên vẻ trốn tránh. Đương nhiên không phải. Nói xong ông lại có chút trầm ngâm. Một khi đã như vậy, vụ án này có lẽ thật sự phải suy luận lại từ đầu, về phần hai người bọn hắn thì trước mắt cứ giam giữ lại đã. Tần Hoan gật đầu, ánh mắt ô tuật lập tức sáng lên hắn lùi về sau mấy bước rồi quỳ gối, không ngừng dập đầu về phía mấy người tần hoan. Đa tạ hai vị nữ Bồ Tát, đa tạ thanh thiên đại lão gia. Hoác hoài tín nghe thấy hai chữ thanh thiên, thì trong lòng thoải mái hơn một chút, còn ô thuật vẫn vừa quỳ vừa nói. Vừa rồi vị tiểu thư này nói, là nhị công tử nói đại công tử cấu kết cùng với biểu tiểu thư. Không biết, không biết thanh thiên đại lão gia có thể để nhị công tử đến gặp đại công tử bọn ta một lần hay không nhị công tử và đại công tử thân như huynh đệ ruột thịt bọn ta ở trong lao không tiện hành sự chỉ mong nhị công tử đến gặp bọn ta một lần nếu như đại công tử nói cho nhị công tử tình hình thực tế thì nhị công tử nhất định sẽ giúp chúng ta lời này vừa nói xong thì mi mắt tần hoan chợt nhảy phải rồi có lẽ ngụy môn chi đã biết ngụy kỳ chi bị bắt hắn có nói muốn đến gặp huynh trưởng của mình không? Tần Hoan quay sang nhìn nhạc ngưng, nhạc ngưng hơi do dự. Ngụy gia nhị công tử, còn đang bị bệnh, hôm nay lúc ta ra khỏi phủ còn chưa gặp được hắn, nên không biết hắn nghĩ như thế nào. Tần Hoan nhớn mày, sau đó quay sang hỏi ô thuật. Nhị công tử và công tử nhà ngươi quả thật thân như huynh đệ. Ô thuật gật đầu. Ít nhất trong mắt đám tiểu nhân bọn ta thì thấy là như vậy. Nhị công tử từ nhỏ đã cùng công tử nhà ta ăn cơm tập viết, lớn lên rồi lúc nào cũng đi theo công tử nhà ta. Từ nhỏ đến lớn thì bọn họ chỉ vì mỗi chuyện đi tuần phòng danh kia mà cái vá ầm ý thôi. Trong lòng công tử nhà ta biết quốc công phủ xem nhẹ nguy phủ nên mới không tình nguyện nghe theo bọn họ sắp xếp, thế nhưng nhị công tử lại nguyện ý. Chương 110 Trong đầu tần hoan lóe lên một tia sáng. Nhị công tử từ nhỏ đã cùng đọc sách tập viết với công tử nhà ngươi. Vậy hắn có cảm thấy công tử nhà ngươi lúc nhỏ thuận tay trái là rất kỳ quái không? Ô thuật ngơ ngác nhìn tần hoan, không hiểu vì sao nàng lại hỏi như vậy. Không kỳ quái, trước đây lúc nhị công tử mới nhìn thấy công tử nhà ta dùng tay trái tập viết thì cũng bắt trước học theo công tử nhà ta viết bằng tay trái, về sau. Về sau có lời đồn kia thì lão gia mới hạ tử lệnh bắt phu tử bằng mọi giá phải sửa lại thói quen của công tử. Đại khái là từ năm 7, 8 tuổi trở đi thì thói quen của công tử nhà ta đã bị sửa lại rồi. Sắc mặt Tần Hoan lập tức thay đổi, ánh mắt nàng tập trung lại, lông mày nhíu chặt, trên mặt tỏ ra vẻ cực kỳ tập trung. Thế nhưng đáy mắt nàng có tia sáng cứ chớp lóe, giống như trong đầu đang dùng hết sức lực để suy nghĩ gì đó. Nhạc Ngưng thấy nàng như vậy liền hơi tò mò, làm sao thế? Bỗng nhiên Tần Hoan cụp mắt, nàng dùng sức nhìn chằm chằm vào ô thuật. Ngươi nói lời đồn, là lời đồn nói công tử nhà ngươi dùng tay trái là bị nguyền rủa ư? Chính vì vậy nên trên người hắn mới nổi lên nốt đỏ. Ô Thuật kinh ngạc, tiểu thư là sao biết được? Đáy mắt Tần Hoan sáng lên, thân thể hơi cong về phía trước. Công tử nhà ngươi có phải là không thích dùng đồ sơn hay không? Ô Thuật ngật đầu, trên mặt sững sờ, có vẻ như không ngờ đến Tần Hoan lại biết nhiều như vậy. Tần Hoan lập tức đứng thẳng người dậy rồi xoay người nhìn sang Hoắc Hoài Tín. "Chi phủ đại nhân, hôm đó trong hầu phủ, khẩu cung mà người thẩm vấn những thị vệ của Tống thị viết về Ngụy gia đại công tử để ở đâu rồi?" Hoắc Hoài Tín sững sốt, quay sang nhìn Từ Hà. "Từ Hà nói, hôm, hôm đó khẩu cung mới chỉ viết được một nửa, sau đó cửu cô nương hiến kế nên chi phủ đại nhân liền dẫn mọi người rời khỏi hầu phủ. Khẩu cung chưa viết xong thì không thu lại." thế nên lúc đó vẫn để lại ở hầu phủ, hiện giờ, hiện giờ cũng không biết đi đằng nào rồi. Tần Hoan nhớn mày, nhạc ngưng vội hỏi. Làm sao thế, ngươi muốn xem khẩu cung để làm gì? Tần Hoan ngẩng đầu. Muốn xác định một chuyện xem ta đoán có đúng hay không? Nhạc ngưng hỏi lại. Chuyện gì? Tần Hoan nhìn nàng, hai tròng mắt lấp lánh. Chờ ta xác định xong rồi lại nói cho ngươi. Nhạc ngưng thở dài. Khẩu cung không còn thì phải làm sao? Tần Hoan khẽ cười, đột nhiên đi nhanh ra ngoài. Đi tìm trì điện hạ. Tần Hoan đi rồi thì đương nhiên nhạc ngưng cũng đi theo, hoác hoài tín thấy thế cũng đi theo luôn. Ô thuật thấy mọi người đều vội vã rời khỏi liền gào khóc. Đại nhân, đại nhân, có phải người nên mang công tử nhà ta quay lại phòng gian này không? Hoác hoài tín không chịu nổi vẫy vẫy tay về phía từ hà. Từ hà, người đi thả người ra. Từ hà đáp lời, Tần Hoan đã đi được rất xa. Hoác hoài tín cơ hồ phải chạy theo. Cửu cô nương, người đây là muốn xác định chuyện gì? Có liên quan gì đến vụ án không? Tần Hoan ngừng chân. Việc này nếu như xác định được, chi phủ đại nhân sẽ biết ai là hung thủ. Tần Hoan hơi ngừng lại rồi nhìn Hoác Hoài Tín nói. Trước đây chi phủ đại nhân có từng hoài nghi ngụy gia nhị công tử không? Hoác Hoài Tín ngạc nhiên rồi gật đầu. Chính xác là có nghi ngờ qua, Nói xong dường như ông lại nhớ đến cái gì. Nói ra có một việc cô nương còn không biết, vào cái đêm mà có người giả quỷ dọa cô nương, lúc bọn ta đến Đông Uyển thì nhị công tử nói hắn đang luyện chữ, sau này cô nương nói cho hoác mỗ chuyện vết bẩn trên giá y kia chính là vết mực tùng yên nên người đầu tiên hoác mỗ nghi ngờ chính là nhị công tử. Có điều nhị công tử không hề thuận tay trái mà bút tích tìm được lại hoàn toàn bình thường, hơn nữa sau này nhị công tử nói ra chuyện đại công tử và tống tiểu thư cho nên mọi nghi ngờ của hoác mỗ chuyển sang đại công tử. Chẳng lẽ... Đúng là tần hoan không hề biết tình tiết này, thế nhưng vừa mới nghe thấy thế thì nét mặt có vẻ càng chắc chắn hơn. Vâng, tần hoan đã biết rõ, xin chi phủ đại nhân chờ một chút, nếu như nghi vấn của tần hoan được chứng thực rồi thì đương nhiên sẽ đến nói cho đại nhân. Hoác hoài tín gật đầu đang định hỏi lại thì Tần Hoan đã xoay người bước nhanh rời khỏi. Ra khỏi nha môn, Tần Hoan đi nhanh lên xe ngựa, nhạc ngưng ở phía sau gặng hỏi. Người định đi đâu? Đến Hồ Phủ, đi tìm Trì Điện Hà. Tần Hoan trả lời lưu loát, vừa nói xong câu này thì người đã ngồi vững trong xe ngựa rồi. Nhạc ngưng thấy nàng gấp gáp như vậy cũng không dám chậm trễ, nên đành vội vàng lên xe. Thị vệ đánh xe của hầu phủ vung roi, Xe ngựa chạy thẳng đường hướng về phía thành Tây. Từ nhà Môn đến thành Tây cũng phải đi một lúc, Nhạc Ngưng nghi hoặc. Có phải ngươi đã nghĩ ra chuyện gì không? Đáy mắt Tần Hoan sáng lên, ta đã nhớ ra trước đây ra bỏ sót gì rồi. Vẻ mặt Nhạc Ngưng cũng phân khích hẳn lên, điều mà Tần Hoan phát hiện ra nhất định là có thể thay đổi tình tiết vụ án. Nghĩ đến đây Nhạc Ngưng không khỏi thúc giục thị vệ đánh xe chạy thật nhanh, vì thế hắn không dám chậm trễ chỉ chưa đầy nửa canh giờ sau xe ngựa đã đến cửa an dương hầu phù xe ngựa mới vừa dừng hẳn thì tần hoan đã lao xuống xe nhạc ngưng xuống sau đuổi theo nói hiện tại nhất định trì điện hạ vẫn còn đang ở tùng viên ngươi đi theo ta tần hoan biết tùng viên nằm ở đâu nhưng nhạc ngưng lại dẫn nàng đi đường tắt hai người đi tắt ngang qua hành lang dẫn vào vườn hoa chẳng bao lâu đã đến trước cửa tùng uyển còn chưa đến gần thì bạch phong đột nhiên đi từ trong ra ngoài vừa thấy hai người thì Bạch Phong hơi kinh ngạc rồi vội vàng hành lễ. Bái kiến quận chúa, cửu cô nương. Nhạc ngưng tiến lên. Chủ tử nhà ngươi đâu? Bạch Phong liếc nhìn tần hoan một cái. Chủ tử ở bên trong. Nhạc ngưng gật đầu. Chúng ta có việc tìm hắn. Bạch Phong giật mình. Mời quận chúa và cửu cô nương vào trong, chủ tử đang viết thư gửi về kinh thành. Tần Hoan đã từng đến Tùng Viên, nàng đi theo nhạc ngưng vào trong phòng chính, vừa đến cửa đã thấy Yến Trì mặc bộ trường bào màu xanh đen đi từ trong buồng ra. Đã xảy ra chuyện gì? Nhạc ngưng đến cùng với Tần Hoan, đương nhiên là có chuyện, hắn vừa nói xong thì thấy Tần Hoan tiến lên hỏi. Lần trước người của Điện Hạ đưa tin có liên quan tới Quốc Công Phủ và Nguy Phủ từ Kinh Thành đến đây, Tần Hoan nhớ rõ chỉ Điện Hạ nói những lời trong thư miêu tả rất tường tận, không biết lá thư này có còn nữa hay không, có thể cho Tần Hoan nhìn xem một lần yến chỉ khẽ nhướng mày nhìn tần hoan một cái rồi xoay người vào đây tần hoan cùng nhạc ngưng nhìn nhau một cái rồi cùng đi theo yến chỉ vào trong phòng tuy nói là phòng trong thế nhưng chỉ là một thư phòng nhỏ đúng như bạch phong vừa nói trên bàn đang có một phong thư còn chưa viết xong tần hoan và nhạc ngưng đứng ngoài cửa nhìn thấy yến chỉ đi ra phía sau bàn mở ngăn kéo bên dưới rồi lấy một phong thư ra ngoài yến chỉ đi đến cũng không hỏi tần hoan cần xem để làm gì, chỉ trực tiếp đưa cho nàng. tần hoan nhận thư, cảm nhận được sức nặng bên trong phong thư thì trong lòng cũng chấn định lại. nàng lưu loát rút sấp giấy bên trong ra ngoài, là một phong thư rất dài, trong đó viết cực kỳ tỉ mỉ về nội tình của quốc công phủ và ngụy phủ. tần hoan chỉ nhìn lướt qua, quan trọng nhất là xem những tin tức liên quan đến ngụy kỳ chi và ngụy môn chi. Yến chỉ thấy tần hoan chăm chú như vậy liền đi đến phía sau bàn tiếp tục viết nốt bức thư còn giang dở ban nãy, sau đó mới đóng ấn triện của bản thân xuống, gấp gọn lại rồi nói. Bạch Phong. Bạch Phong từ bên ngoài đi vào, Yến chỉ căn dặn. Dùng tốc độ nhanh nhất đưa ra ngoài. Bạch Phong đáp lời, sau đó cầm bức thư ra ngoài. Nhạc ngưng ung dung nhìn tần hoan, thấy Yến chỉ chẳng nói chẳng rằng nên tò mò hỏi. Chị Điện Hạ không thắc mắc vì sao Tần Hoan muốn xem thư à? Yến Trì chỉ, chỉ ngồi xuống phía sau bàn. Nhất định là vì vụ án của Tống Tiểu Thư bắt được ngụy gia đại công tử. Yến Trì nói xong lại nhìn thoáng qua đôi giày dưới chân nhạc ngưng. Các người đến nhà môn chi phủ rồi à? Nhạc ngưng nhíu mày. Sao Điền Hạ biết được? Vẻ mặt Yến Trì thản nhiên như không. Trên giày quận chúa dính rêu đen, loại rêu đen này rất thường thấy ở trong địa lao nhạc ngưng hơi kinh ngạc ngay cả tần hoan đang mải đọc thư cũng ngước mắt lên nhìn yến trì một cái nhạc ngưng cảm thán quan sát của điện hạ thật tỉ mỉ yến trì cong môi cười nhưng không nói gì nhạc ngưng lại nói tiếp bọn ta đã đến nhà môn gặp được ngụy kỳ chi và tên sai vặt của hắn cả hai đều bị dùng hình nhưng đều không chịu khai nhận mà mà gã sai vặt của ngụy kỳ chi nói người cấu kết với tống nhu không phải là ngụy kỳ chi là một người nào đó Tống Nhu không muốn tiết lộ. Vì Tống Nhu khóc lóc cầu xin nên Ngụy Kỳ Chi mới đồng ý gánh tội thay, hắn đuổi theo đến Cẩm Châu cũng là muốn hỏi rõ xem người đó là ai. Đêm hôm Tống Nhu chết thì hắn cũng ở thập ly miếu, có điều hắn không giết người. Người cấu kết với Tống Nhu không phải là Ngụy Kỳ Chi. Yến chỉ nắm được câu quan trọng nhất này liền ngay lập tức híp mắt. Nếu nói như thế, vụ án này lại phải suy luận lại một lần nữa rồi nhạc ngưng nhìn thoáng qua tần hoan thấy nàng vẫn còn đang mải miết đọc thư liền nói đúng vậy lúc trước tần hoan nghiệm thi ở nghĩa trang đã mang một đám cạn bẩn đem về sau đó nàng đã nghiên cứu ra vật đó chính là giấy duệ kim yến chỉ nhíu mày nhạc ngưng lại nói tiếp xem ra điện hạ cũng biết đến giấy duệ kim yến chỉ gật đầu gần giống giấy sái kim lại có mùi hương đặc biệt nhạc ngưng thấy thế liền mang theo ý cười đúng là như thế ngay cả việc làm thế nào để tạo ra giấy rệ kim nàng cũng biết. Đồ lưu lại trong bụng Tống Nhu đương nhiên là ăn vào trong hôm ở thập lý miếu, cho nên khả năng lớn giấy này là thư người khác gửi đến. Hơn nữa nàng ta bị giết trong rừng Bạch Dương, cho nên bức thư này chắc chắn có liên quan đến cái chết của nàng ta. Yến chỉ nheo mắt, đáy mắt có một tầng ánh sáng mỏng, hắn quay sang nhìn tần hoan thấy nàng vẫn đang chăm chú đọc thư. Sườn mặt nàng yên tĩnh xinh đẹp, ánh sáng nơi khóe mắt chớp tắt chớp lóe. Yến chỉ biết, nhất định là nàng đã tìm được nội dung nàng muốn xem rồi. Nhạc ngưng nói xong thì không thấy Yến chỉ tiếp lời, nàng ngừng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt chăm chú của Yến chỉ đang nhìn vào tần hoan. Nhạc ngưng còn chưa trải qua tình trường, thế nhưng nàng đã chứng kiến phụ mẫu mình, cũng nhìn thấy những cặp phu thê khác, nàng biết ánh mắt của một người có tình có ý trông như thế nào. Nhạc ngưng lại nhìn Yến Trì một lần nữa rồi nhíu mày lại. Ta hiểu rồi trong lòng nhạc ngưng nghi vấn trùng trùng đột nhiên tần hoan để thư xuống rồi ngước mắt lên nhìn nhạc ngưng và yến trì trong mắt có vẻ cực kỳ chắc chắn nhạc ngưng vội hỏi sao thế ngươi bỏ sót điều gì tần hoan lại nhìn lướt qua bức thư ta bỏ sót sở thích của ngụy kỳ chi điểm này ta phải đa tạ trì điện hà yến trì ờ một tiếng rồi hỏi bắt đầu từ điểm nào tần hoan để thư lên bàn rồi bình tĩnh gãy gọn nói hôm đó chị Điện Hạ đã từng nói với ta tin tức từ Kinh Thành đến. Lúc đó mọi người vừa mới biết người cấu kết với Tống Tiểu Thư chính là ngụy Gia Đại Công Tử cho nên hầu như đều đã khẳng định hung thủ chính là ngụy Gia Đại Công Tử, thành ra mới không xem kỹ lại những chi tiết này. Nói xong, Tần Hoan lại nhìn sang nhạc ngưng nói. Quận chúa đã biết trong bụng Tống Nhu chính là giấy rệ kim. Nhạc ngưng gật đầu, Tần Hoan lại nhìn sang Yến chỉ nói. Lúc ta nhìn ra được đây là giấy duyệt kim thì lại cảm thấy hình như bỏ sót tin tức gì đó rất quan trọng, nhưng nhất thời không nghĩ ra, mãi đến vừa rồi ở trong địa lao nha môn thì gã sai vặt của Ngụy Kỳ Chi đã mấy lần nhắc đến thói quen và yêu thích của Ngụy Kỳ Chi, cho nên ta mới ngay lập tức nghĩ đến. Nghĩ đến cái gì? Ngươi mau nói đi. Nhạc Ngưng bị câu nói. Bỏ sót điều gì? Của Tần Hoan hành hạ hai ngày nay rồi, hiện tại nhịn không nổi nữa. Tần Hoan cười cười rồi nói nhanh hơn. Trước đây chỉ Điện Hạ đã nói với ta, từ nhỏ ngụy Kỳ chi thuận tay trái, sau đó cố gắng rèn luyện mới có thể dùng tay phải, còn nói ngay từ lúc còn rất nhỏ bởi vì thuận tay trái nên ngụy Kỳ chi bị dính phải lời nguyền, khiến cho trên người hắn thường xuyên nổi lên nhiều nốt đỏ, vừa nhắc đến đã cảm thấy đáng sợ. Nói đến đây Tần Hoan vỗ vỗ vào bức thư bên cạnh. Vừa rồi ta cẩn thận xem xét lại, từ lúc 7, 8 tuổi đến nay thì Ngụy Kỳ Chi không còn bị mấy nốt đỏ này hành hạ nữa. Trước đây hắn cũng đã tìm rất nhiều thầy thuốc rồi nhưng bệnh tình không hề có chuyển biến tốt, sau đó mới bị người ta đồn là dính phải lời nguyền. Bất kể kẻ nào đã dính đến hai chữ, lời nguyền, thì đương nhiên chính là không may mắn, cho nên đây cũng là một trong những lý do quốc công phủ không hề thích hắn. Nhưng trên đời này thật sự có chuyện nguyền rủa sao? Nụ cười nhạt trên khóe môi tần hoan biến mất, thay vào đó sắc mặt nàng nghiêm túc hẳn lên. Lúc nghe thấy trì điện hà nói, ta lại cảm thấy có chỗ gì đó không đúng lắm, nhưng rốt cuộc là không biết được chi tiết cho nên không dám khẳng định. Mà hiện tại xem xong rồi ta đã biết vì sao trên người Ngụy Kỳ Chi lại nổi lên nút đỏ, mặc dù chưa thử qua nhưng ta đã đoán ra rồi. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.